Hello, xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay mình gã cái máy game 125 đời 2020, cuối 2020 á, nằm khoảng tháng 9 á. Thì bên trong cái máy của game 125 thì nó có một bộ phận khác cái máy Full Channel của mình của Việt Nam mình á, thì nó khác ở chỗ cái nồi game nè. Cái nồi game 125 á thì nó cái đế nó thấp. Này thấy anh em thấy không? Bố game nha. Đấy. Cái con chó này cũng vậy, khi mà anh em lắp qua neo á, để mình lấy cái bộ nồi cho anh em so sánh nha. Đây là cái bộ nồi rim đi, rim 125 này nó như vậy, còn bộ nồi của Full Channel của mình á, của Việt Nam mình á, thì nó đế nó cao hơn vậy. Khi mà anh em mà muốn lắp một bộ nồi rim 125 lên cho chiếc Full Channel, Full Channel 2 hoặc quay 125 thì anh em phải lấy cái đế này nè, lấy bố này lắp qua cái đế này, xong con chó này thay luôn, thay lấy cái chó của bên cái nồi của neo á thay qua đây là ok, lên xe chạy rất là bốc nè. Thì trường hợp mà anh em mà muốn bê nguyên cái bộ nồi mà không cần lắp, chỉ có một là đưa cho thợ tiện vớt lại con chó ở trong, còn hai là phải thay luôn cái dên, đi luôn cái dên của rim 125 thì anh em mới lắp bộ nồi được. Điểm khác biệt giữa cái máy rim 125 với cái máy Full Channel mình của Việt Nam mình đó thì nó ở chỗ bộ nồi thôi anh em, còn ngoài ra thì các chi tiết khác nó đều như nhau nha, cũng như bộ số nè, bộ số đầu lòng, bình xăng này là bình xăng mình tháo trên máy xuống chưa vệ sinh còn đóng bụi nha, rất là đẹp. Chứ kìa, chỉnh gió chưa chưa chỉnh luôn nè, chưa giấu. Một bình thường thường mình bán có hai ống xăng này là 1,4 triệu, còn thêm xá xị 200 nữa là 1,6 triệu. Còn đây là bộ combo đầu lòng rim 125 thì nó có gồm có bình xăng, co, xá xị, tụt bô tháo rời để đến đây à, tụt bô, cam cò sức bắp, trái bê tông bạc, ốc cổ bô, bugi, nó đầy đủ như vậy, có bô e luôn là 6,5 triệu đến 6,8 triệu tùy theo nha. Còn cái đầu này nó cũng đời cao nữa, nhưng mà người ta mua cái lòng rồi thì mình còn y như vậy. Cái đầu là 2,2 triệu là có ống xi, còn cái co 200, cái tụt bô 550, anh em lấy như vậy thì nó nằm khoảng coi 2,950 triệu là y như vậy, đầu co tụt bô. Đây là cái bộ ba nắp của Rim 125 thì nó lắp cho Full Channel 2 với Full Channel đồ được hết, nó có bị chạy như vậy, anh em về sơn lại thì giá nó cũng hữu nghị. Giá cặp này là chỉ để cho anh em 600 ngàn thôi, 600 nên anh em, chứ bình thường nếu mà đẹp thì nó phải từ 1,2 triệu, nhưng mà nó chạy về cho anh em sơn lại đó, bên trong nó như vậy. Còn đây là cặp cốt, cốt cùng số với cốt giò đạp, một bộ gì là một cặp gì là 250, về cho anh em lên Full Channel, Full Channel 2, Full Channel 125. Nói chung thì về khỏi phải xi lại mất công tốn tiền, cái này là nó đẹp sẵn trắng phiếu. Chủ đề rim 125 700 ngàn bao ship cho anh em đẹp nha, chẳng qua là nó trên máy nó còn dính bụi đất, mình không có vệ sinh về mình quay sẵn cho anh em coi cho nó tiện, cho nó thực tế một chút. Còn bên đây là bộ số rim 125, bộ số thì nó gồm bao nhiêu món đây, đây. Đó, bộ số của rim 125 này như đây, lắp cho Full Channel 2, Full Channel, Full Channel 125 là ok hết. Số như vậy là 1,3 triệu, anh coi nhân số cốt số nè, cốt của bộ số này 1,3 triệu. Đây là bộ lửa rim 125, bộ lửa nó gồm có vô lăng đây như đây, cuộn lửa nhông đề đây như đó. Bữa nay mình trả cho anh em là giá 900 ngàn bao ship,
lắp lên phu chờ 2, phu chờ neo rồi ok anh em. Xăng cơ nha. FA không được. Phu chờ neo xăng cơ. GT hoặc là neo kim hoặc là phu chờ 2. Mình lên vào lửa này là ok. Còn đây là combo lốc giữa với cây dên. Lốc giữa bơm nhớt. Đẹp luôn anh em. Đây. Lốc giữa với bơm nhớt. Dim 125. Chưa lên cốt vẫn còn zin ốc về tiền nhất là 3 triệu, lên full channel hay là full channel 2 là ok hết, full channel FB cũng được nữa, neo FB á, full channel FB được. Đây 4 ốc về, 4 lông đền, 4 ốc 200, 4 ốc 4 lông đền. Đây là 3 con ốc treo máy có tán, ốc đẹp. Ốc số 10 này nè. 3 cây này là 100. À, nó có ốc chỉnh nồi, một bộ thì là 200. Đó, một bộ nó đầy đủ như là 200. Ốc treo máy một bộ nó 400, nó gồm có ốc bên nồi, ốc qua lăng bằng lửa với ốc giữa, ốc để bắt lốc giữa đó. Nồi một bộ nó là 31 con là 400.000, trong đó có tặng mấy con ốc số 10 nhỏ nhỏ để mà bắt mấy cái khoe nằm trong cái lốc số á. Đây là cái lọc xăng của Dim 125, bắt từ cái bình xăng con tới cái lọc. Cái đầu bên đây là bình xăng con, bên đây qua lọc rồi mới lên thùng xăng lớn. Một ống gì là có 60.000 rồi. Zin hết vậy nè. Thằng lằn với sinh cam của Dim 125 lắp cho phụ chị neo phụ chị 2 ok. Thì 300.000 bộ như vậy. 4 cây bù sông thì có 70.000 thôi. 4 cây bù sông. Đây là đường dây điện ghim. Thì đường dây điện ghim này thì mình lắp cho phu chờ 2 neo kim ok. Nó chỉ khác chỗ cái đuôi này thôi, mình cắt cái đuôi này bỏ, mình lắp ok. 300.000 bộ. Ok, đến là sạc. Sạc của Dim 125 lắp cho phu chờ neo phu chờ 2 ok. IC sạc này 200, IC thì 600. Đây. IC mình tháo trên đường dây điện xuống thì nó có cục su nè, còn IC mình mua lẻ thì nó không có. Mô pin thì 300 đến 350, mấy cái đầu mà hơi chấn, nói cho anh em dễ hiểu nè, nó zin hết luôn, nhưng mà cái đầu hơi xám xám bạc bạc này thì 300, còn mà nó đen gì thì 350. Thường thường mấy cái mà nó hơi bạc bạc vậy nè anh em là mình mua lẻ thì nó 300, bán ra 300. Còn mấy cái mà mình tháo ở trên cái đường dây điện xuống á thì nó đời cao, nó đen đen gì không à, giờ nó đẹp hơn, nó sáng nữa đó, thì cái này 350. Còn đây tục bô thì một cái từ 550 đến 600 nha anh em. Đây. Gắn cho khu chờ của chị neo ok, này là 21 nè, xá xị đẹp luôn, một bộ nó gồm như vậy. Đây là mấy coi xăng Dim 125, coi xăng này thì cũng mình lấy từ mấy cái máy ra mình bán bình xăng lẻ, mình bán mấy cái bình xăng mà 1.4 triệu thì mới dư ra mấy cái co này, một cái 150, co đẹp. Bên mình mua bán thì rất là dễ nha anh em. Nói chung buôn bán hàng online thì không ai biết mặt ai hết trơn á, nhưng quan trọng là chữ tín. Thứ hai nữa là mình bán không có ép buộc khách là phải cọc hay là chuyển khoản gì hết. Anh em thích mua thì cho địa chỉ số điện thoại, giao tới nơi, nhận hàng trả tiền. Kiểm tra đúng với cái hình mà mình gửi lúc ban đầu á thì nhận, còn không đúng thì trả lại. Hàng thì bao sống, đồ lẫn như đưa lên xe là ok hết cho anh em. Còn anh em nào còn đây là cần số 125, hàng mới nè, hàng mới.
260 cây, đây cần thắng 350. Nói chung mình mua bán rất là thoải mái với anh em nha, anh em cứ việc cần muốn nào thì ebook Zalo đi để mình tiện gửi hình cho anh em coi chi tiết rồi ok mình mới gửi hàng đi. Cuối clip thì cũng cảm ơn anh em đã xem hết video, thì anh em nào cần thì ebook trực tiếp số điện thoại trên màn hình ha. Cảm ơn anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua, thì mình có kinh có mua bán ở trên Zalo, Facebook là chính, còn kênh YouTube thì chủ yếu là chia sẻ cho anh em nữa, hình ảnh coi giải trí thôi. Anh em nào cần thì liên hệ trực tiếp, còn không thì xem chơi giải trí nha anh em. Nếu mà trong cái quá trình mình quay clip mà có gì thiếu sót cũng như là ấy thì anh em thông cảm bỏ qua nha, tại vì mình làm clip thì chủ yếu là để chia sẻ thôi là nhiều, vì vậy nên nó cũng còn có một cái hạn chế, anh em thông cảm nha. Qua video này thì mình cũng rất mong được làm quen với anh em gần xa cũng như anh em đam mê xe, chia sẻ nhau kiến thức kinh nghiệm, thì mình biết tới đâu rồi mình chia sẻ tới đó, cũng cần học hỏi với anh em nhiều hơn. Hay anh em có gì góp ý chân thành á, mình xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.